Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món giá đỗ các bạn nhé. Ở đây thì cái giá đỗ này là mình làm trong vòng 6 ngày, bởi vì là khi mà mình vào Phú Quốc á, là mình thấy giá đỗ của người ta vừa dài vừa ngon ấy. Mình hỏi thì các cô chú ấy bảo rằng là cái giá đó làm 6 ngày, và trong vòng 6 ngày thì giá nó lên mầm như thế này này các bạn. Đây thì mình chuyển thành giá mầm. Còn cái giá đỗ khi mà các bạn muốn ăn nó mập và nó giàu vitamin C nhất thì trong vòng 3 ngày là các bạn thu hoạch cho mình nhé, trong khoảng thời gian là 3 ngày. Còn nếu như các bạn muốn năng suất nó nhiều hơn, các bạn đem bán, đem kinh doanh hoặc là làm những cái món nộm ấy, thì các bạn nên để giá đỗ dài như thế này, ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm giá đỗ nha. Giá đỗ là một cái giá mầm á, là cả gia đình mình rất là thích ăn luôn. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 120 g giá đỗ nhé. Hơi quá hơi chút rồi, 130 g rồi các bạn ạ. 130 g giá đỗ như thế này thì chúng ta sẽ làm mầm giá nha. Và đây thì các bạn sẽ cho nước vào, các bạn rửa thật là sạch cho mình cái phần vỏ ngoài của cái giá đỗ này đi nha. Các bạn sẽ cho nước vào và các bạn rửa thật là sạch cái phần giá đỗ này đi cho mình nhé. Cái phần giá đỗ này sau khi mà các bạn rửa sạch đi thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái phần hạt lép ở phía trên, thì các bạn sẽ tráng thật là sạch và vớt hết cái phần hạt lép đi cho mình nhé. Bước quan trọng sau khi mà các bạn đã rửa thật là sạch cái phần đỗ này đi thì các bạn sẽ nhặt cho mình những cái hạt mà nó không có được tròn, không được mẩy và nó bị đây, nó bị lép như thế này này, thì các bạn nhặt hết đi cho mình nhá, để chất lượng giá giá mầm hôm nay thì mình làm giá mầm, và để làm sao mà chúng ta có những cái giá mầm ăn với cả nộm nó được ngon và nó vẫn giữ được cái độ ngọt của giá đỗ các bạn nhé. Đó, các bạn nhặt bỏ hết đi cho mình cái phần này nha. Sau khi mà các bạn đã nhặt ra được những cái phần hạt lép, hạt sâu và hạt nó không có được bóng thì bây giờ chúng ta sẽ đem cái phần đậu xanh này đi ngâm nhé. Và các bạn sẽ ngâm cho mình với nước ấm, nước mà các bạn sờ các bạn thấy nó ấm tay và không có bị quá nóng. Các bạn ngâm cho mình nước ấm trong khoảng thời gian đó là 2 đến 4 tiếng các bạn nhé. Các bạn chỉ cần ngâm như vậy thôi để nó kích thích cái sự nảy mầm trong cái hạt đậu xanh như thế này. Và các bạn lấy cho mình cái khăn, các bạn trùm lên phía trên như thế này. Và sau 2 tiếng nữa hoặc là 4 tiếng nữa thì mình sẽ quay trở lại các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã ngâm cho mình được 4 tiếng thì các bạn sẽ thấy là cái mầm đỗ nó đang nhú nhú ra như thế này này. Đâu, trời, không lấy nét được để các bạn nhìn được nó đó. Đó, các bạn nhìn thấy cái mầm trắng trắng đây không? Đó, nó trắng trắng như vậy đó. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ vớt ra và để ráo nước cho mình, sau đó thì chúng ta cùng làm cái món này nha. Đây, hôm nay thì chúng ta sẽ làm nhé. Mình sẽ làm bằng cái chõ xôi luôn để đỡ được cái khuôn. Và đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những cái khăn khăn xô nhé, khăn xô sạch ấy, để chúng ta có thể làm được giá đỗ nó trắng và nó sạch, nó ngon. Ở đây thì sau khi mà các bạn đã chuẩn bị cho mình những cái khăn xô lớn như thế này thì các bạn sẽ rắc nước, đem cái khăn xô này rắc nước, ướt nước đi cho mình nhé. Tao ngồi mẹ đi. Giờ mẹ ăn nhiều. Đó, các bạn sẽ làm ướt cái khăn này cho mình nhé. Và vắt bớt nước đi. Các bạn vắt bớt ướt đi. Đó, rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ đặt cái phần khăn xô vào đây nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chạy cái phần đậu xanh vô đây.
bạn sẽ trải cho mình một cái lớp. Đó, mình sẽ cho hết cả 150 vào đây. Các bạn cho một cái lớp nó không quá là dày nhá, vừa phải như thế này thôi. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần bây giờ thì để giữ ẩm được cho cái đỗ này nó lên mầm được tốt hơn thì các bạn sẽ dùng cho mình thêm một cái khăn nữa các bạn, đặt lên phía trên như thế này nha. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái đĩa để các bạn đặt lên phía trên. Đó, các bạn đặt lên phía trên này để cho nó nặng như thế này ấy, thì cái giá đỗ, cái mầm giá đỗ của chúng ta nó sẽ rất là mộc chắc và ăn nó dễ. Và các bạn để nhớ để cho mình một chút cái vải ở trên để khi nào mà các bạn tưới nước chẳng hạn, các bạn nhấc lên cái là được nhé. Đó, và bây giờ thì các bạn sẽ để cái phần giá đỗ này vào trong một cái ngăn tối cho mình. Ở đây thì mình sẽ che lại bằng một cái miếng vải màu đen các bạn nhé. Đây, ở đây thì mình sẽ dùng một cái miếng vải màu đen để cho nó tối như thế này thì nó sẽ kích thích được cái sự nảy mầm của giá đỗ các bạn nhé. Và mình sẽ hẹn các bạn vào ngày mai để chúng ta tưới nước cho giá đỗ nha. Và để giá đỗ nó được phát triển bình thường thì tối thiểu các bạn sẽ tưới nước cho mình 3 lần trên một ngày nhé. Mỗi một lần các bạn tưới qua cho mình, bởi vì là mình dùng cái khăn xô cho nên nó giữ được nước rất là nhiều. Và các bạn tưới thật là đậm cho mình. Đó, các bạn tưới thật là đậm và để cho nó thật là ráo nước. Sau đó thì chúng ta mới để vào những cái vùng tối các bạn nhé. Đây các bạn ơi, sau khi đây là ngày thứ 2 rồi. Ngày thứ 2 của giá đỗ rồi đây. Và mình sẽ mở nó lên nha. Đó, khi mà các bạn cho cái, đây mình sẽ cho các bạn xem cái phần giá đỗ mình làm. Đó, các bạn sẽ thấy là cái mầm của nó lên rất là nhiều và đều nhau. Đó, bây giờ thì mình đậy lại nha. Sau đó thì các bạn sẽ dùng nước, các bạn xả nhiều cho mình như thế này. Hoặc là nếu như mà các bạn mà có thời gian thì các bạn ngâm nó 5 phút. Đó. Sau đó thì các bạn đi giặt cho mình cái rẻ mà các bạn đậy lên trên á. Sau đó là các bạn giặt sau vắt vẫn còn một chút nước nhá, để mình đặt lên phía trên của cái tấm như thế này. Và hôm nay thì mình sẽ làm giá đỗ trong vòng 6 ngày. Bởi vì là khi mà vào Phú Quốc á, vào các tỉnh miền Trung, mình thấy giá đỗ của họ dài lắm, dài như này luôn. Mà ăn những cái món nộm hoặc là những cái món mà chả á, mà họ trộn chung vào ăn với bún ấy, ngon tuyệt vời các bạn ạ. Cho nên hôm nay mình sẽ thử luôn để làm cùng với các bạn nhé. Sau khi mà các bạn giặt xong thì các bạn sẽ đậy nó lên trên như thế này. Và mình lại chèn cái, khi mà các bạn chèn cái vật nặng lên trên này á, thì các bạn sẽ thấy là đó, cái phần nước nó đang nhỏ xuống đây các bạn. Khi nào các bạn thấy cái phần nước này nó không còn nhỏ xuống nữa thì chúng ta mới cất vào chỗ tối các bạn nhé. Các bạn để nghiêng cho mình như thế này để cho nó dốc hết cái phần hơi nước, cái phần nước xuống. Nếu không là nó sẽ dễ bị nó rất là dễ bị thối cái phần giá. Đó, các bạn để cho nó chảy hết như vậy nha. Và đổ cái phần nước này đi, sau đó thì chúng ta mới cất vô chỗ kín nha. Sau khi mà các bạn thấy nó dốc hết nước và đổ hết cái phần nước phía dưới thì các bạn lại đậy nó lại, nắp nó lại và cho nó vào chỗ kín cho mình. Nhớ là dùng một miếng vải đen các bạn đậy lên phía trên nha. Các bạn ơi, sau khi mà ở đây thì mình đã, cái giá đỗ của mình hôm nay là ngày thứ 4 rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ đi cho giá uống nước. Nhưng mà trước lúc đó thì mình sẽ mở ra để các bạn kiểm tra nhé. Các bạn sẽ thấy là cái phần giá của mình sau 4 ngày nó rất là tốt như thế này rồi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi cho giá ăn nước nhé.
Mỗi một lần mà các bạn cho giá ăn nước ấy thì các bạn sẽ có thể ngâm cho mình hoặc là tưới qua. Nhưng mà nếu như mà muốn một ngày mà dùng có một lần là tưới thôi ấy, hoặc là hai lần tưới thôi thì các bạn sẽ ngâm cho mình nhé. Đó, các bạn xả sẵn nước như vậy và cho đầy luôn cái những ngày đầu tiên ấy, ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì các bạn chỉ cần tưới sơ thôi, nhưng mà đến ngày thứ ba và thứ tư như thế này rồi thì giá sẽ cần nhiều nước hơn để lớn nhanh và nó không có bị đắng, thì các bạn sẽ tưới cho mình nhiều nước. Giá mà thiếu nước thì sẽ có cái tình trạng đó là các bạn ăn các bạn sẽ thấy nó hơi ngăm ngăm đắng, còn nếu như nó đủ nước thì các bạn sẽ thấy là giá rất là ngọt, mặc dù là giá tốt. Các bạn lưu ý đối với những cái loại cây mầm ấy thì giá đỗ từ 3 đến 3,5cm sẽ giữ được cái hàm lượng vitamin C rất là cao. Còn nếu như giá càng cao như thế này thì hàm lượng vitamin C nó cũng giảm dần, nhưng mà nó vẫn cao hơn cái giá các cái nguyên liệu khi mà các bạn không dùng, không ngâm giá, ví dụ như là đậu xanh chẳng hạn, thì cái hàm lượng vitamin C nó thấp. Còn khi mà các bạn ủ giá như thế này thì hàm lượng vitamin C nó cao. Đó, các bạn ngâm cho mình khoảng 5 phút, sau đó để ráo nước và lại cho vào chỗ tối cho mình nhé. Sau khi mà các bạn ngâm cho mình được 5 phút như vậy, ở phía dưới nó sẽ có nước như thế này này. Các bạn đổ cái phần nước này đi cho mình nhé, để cho nó không có bị hấp hơi lên. Rồi, các bạn để cho nó ráo rồi bây giờ mình đặt cái này lên. Sau đó thì bọc cái túi đen hoặc cái miếng vải đen như thế này và đem vào để trong chỗ tối cho mình nhé. Đây, các bạn ơi, đây là ngày thứ năm của giá đỗ. Mình sẽ mở ra để các bạn xem một chút nhé. Với ngày thứ năm của giá đỗ thì các bạn sẽ thấy là cái phần giá đỗ nó rất là lớn như thế này rồi. Nhưng mà nếu các bạn muốn nó cao hơn và mình muốn nó thực sự là cao hơn một chút thì mình sẽ tưới nước thêm một ngày nữa các bạn nhé. Đó, bây giờ thì mình đem cho giá đi uống nước nha. Và các bạn sẽ ngâm cho mình như thế này trong khoảng thời gian là 5 phút nhé. Và 5 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để làm ráo cái phần giá đỗ này và cho vào chỗ tối các bạn nha. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn để cho nó rất là ráo nước như thế này rồi thì các bạn lại chùm cái phần khăn đen cho mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Các bạn ơi, hôm nay là ngày thứ 6 và hôm nay thì mình sẽ thu hoạch giá các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ bỏ cái khăn này ra này. Đây, các bạn sẽ thấy là cái phần rễ ở phía dưới này nó cũng có này. Đó, các bạn thấy không, giá rất là tốt. Đây, bây giờ thì mình sẽ nhấc cái phần giá này lên nhé. Mình sẽ đây, các bạn sẽ thấy là phần phía dưới đáy này nó rất là ít rễ. Khi mà mình làm như thế này thì mình cảm thấy là cái giá nó ngon và nó ít rễ hơn rất là nhiều đó. Bây giờ thì mình sẽ đem thu hoạch cái phần giá này các bạn nha. Đó, các bạn sẽ thấy là cái sợi giá nó rất là dài, và khi thu hoạch như thế này thì các bạn sẽ cắt bỏ luôn cho mình cái phần rễ. Và các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn làm giá đỗ mà không thuốc ấy thì các bạn sẽ thấy là nó cái phần rễ này nó ra rất là nhiều rễ con. Còn nếu mà các bạn mà mua giá ở bên ngoài mà các bạn thấy giá nó chỉ có một cái cây không thôi á, là nó hay là cái giá mà người ta có cái thuốc tăng trưởng ấy, kích thích tăng trưởng ấy. Đó, sau đó thì các bạn sẽ cắt cho mình, cắt bỏ cái phần rễ đi thì khi mà mình ăn nó ngon hơn, nó không bị lạo xạo. Các bạn dùng cái kéo các bạn cắt đi cho mình nha. Đó, các bạn rút lên, sau đó các bạn dùng cái cây kéo các bạn cắt bớt cho mình cái phần rễ đi để khi mà ăn thì mình không cần có phải nhặt lại. Hoặc là khi mà các bạn làm những cái món nộm ấy thì các bạn sẽ thấy là nó ngon lắm, toàn bộ đều là cái giá tươi hết này các bạn. Đó,
Nếu như mà các bạn mà trồng cái lớp mỏng ấy thì các bạn sẽ thấy là cái phần rễ của nó bám ngay ở phía mặt đằng sau, thì khi đó các bạn thu hoạch các bạn cắt nó cũng sẽ dễ hơn. Đó, các bạn thấy nhìn giá ngon không? Rất là ngon, trắng trắng muốt luôn. Bởi vì là khi mà các bạn thấy là giá đỗ nó hay bị thâm thâm ấy là do nó thiếu nước các bạn nhé. Cho nên là một ngày các bạn nên cho giá uống tối thiểu cho mình là 3 lần. Mỗi lần các bạn ngâm 5 phút thì giá nó sẽ không có bị khô và không có bị thâm. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã cắt xong cái phần rễ của cái giá này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho vào những cái xảo như thế này để các bạn xảo để cho nó ra bớt cái phần vỏ nhé. Đó, sau đó thì lát nữa mình sẽ cân lên xem là với 120g giá đỗ như vậy thì mình làm được bao nhiêu cái gram đậu đậu xanh, thì mình sẽ làm được bao nhiêu gram giá nha. Chồng ơi, bây giờ chồng lấy cho em cái rổ. Có cái rổ nào không? Không được. Đó, sau khi mà các bạn xảo sạch xong cái phần vỏ đỗ ra thì các bạn sẽ cho vào những cái giá như thế này nhá. Các bạn sẽ thấy là cái phần giá này nó ngon lắm. Nó dài, nó ngon, thích hợp làm những cái món giá, mua những cái món kết hợp với rau sống ấy, để làm rau sống ăn kèm với các cái món bún các bạn ạ. Và đây thì ông xã rất là chu đáo này, ông sẽ chuẩn bị cho vợ một cái mâm để ở phía dưới. Đó, bây giờ thì mình sẽ cân xem là được bao nhiêu gam giá đỗ này các bạn nha. Ở đây giá sạch cho nên là làm xong thì mình sẽ cho mỗi nhà một chút. Sau khi mà mình chia xong thì được 1 kg giá các bạn ạ. Khi mà mình làm 120g đậu xanh thì được 1 kg giá mầm như thế này. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái giá này các bạn nhé. Và nếu các bạn thì thích video này, các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.